ngày 31 tháng 5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC cho biết, hiện số ca mắc bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết tiếp tục có xu hướng gia tăng trong tuần từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 26 tháng 5. Cụ thể, trong 5 tháng đầu năm 2022, thành phố ghi nhận 10.052 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng 46,4% với cùng kỳ năm 2021 là 6.867 ca. Ở bệnh tay chân miệng, trong 5 tháng đầu năm, thành phố ghi nhận 3.699 trường hợp, với 96% trẻ mắc bệnh ở độ tuổi từ 1 đến 5 tuổi. Cũng theo HCDC, số ổ dịch tại thành phố tích lũy đến tuần 21 lên đến 567 ổ dịch. Sáng ngày 31 tháng 5, dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ đã được Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp toàn thể, trình bày báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, dự thảo luật đã bổ sung quy định việc thực hiện quyền sở hữu trí tuệ không được xâm phạm lợi ích của nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân và quy định khác của pháp luật có liên quan. Tổ chức cá nhân thực hiện quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến quốc kỳ, quốc huy, quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không được ngăn chặn, cản trở việc phổ biến, sử dụng quốc kỳ, quốc huy, quốc ca. Ngày 31 tháng 5, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, hai bé ở Lào Cai được phát hiện là cặp song sinh dính liền khi mẹ mang thai ở tuần thứ 33. Khoảng 7 tuần sau, hai bé được mổ chủ động lấy thai. Cân nặng lúc sinh cả hai bé lần lượt là 2,2kg và 2,8kg. Qua đánh giá của bệnh viện, có rất nhiều khó khăn trong việc phẫu thuật cho cặp song sinh dính liền này, như phần gan hai trẻ dính nhau, một nửa phần thân dưới của bé N đang được nuôi dưỡng bằng động mạch gan của T. Khi tiến hành tách bụng và tách gan, có thể dẫn đến nhiều nguy cơ gây sốc, nguy kịch. Hơn nữa, trẻ mắc nhiều bất thường tim mạch. Tuy nhiên, nếu không phẫu thuật tách rời sớm, bé T có thể suy tim do phải dẫn truyền máu nuôi cả hai cơ thể. Hiện cặp song sinh này đang được chăm sóc tận tình, điều trị tích cực với sự phối hợp giữa trung tâm sơ sinh và khoa điều trị tích cực nội khoa. Sáng ngày 31 tháng 5, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Sở Lao động Thương binh Xã hội tổ chức hội nghị đối thoại giữa doanh nghiệp và chính quyền thành phố, thu hút 200 doanh nghiệp tham gia. Hội nghị đã tập trung đến các vấn đề về quy định việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, thủ tục giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội. Bộ Giáo dục Đào tạo vừa có công văn gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thành về việc tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Công văn nêu rõ, đối với thí sinh thuộc diện F0, có giấy xác nhận do cơ quan có thẩm quyền cấp sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông. Thí sinh thuộc diện F0 nếu có nguyện vọng tham dự kỳ thi phải nộp đơn xin dự thi, cam kết tuân thủ các quy định phòng chống dịch COVID-19, được cha mẹ hoặc người giám hộ ký xác nhận đồng ý. Các thí sinh này được hội đồng thi bố trí dự thi tại các phòng thi riêng, đáp ứng yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19. Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Đàm Quang Hưng, nguyên phó bí thư quận ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu, nguyên phó bí thư Đảng ủy khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng về hành vi nhận hối lộ. Trước khi Ủy ban Kiểm tra Thành ủy có cuộc họp xem xét kỷ luật, cơ quan cảnh sát điều tra công an Đà Nẵng đã báo cáo Thành ủy Đà Nẵng việc ông Hưng bị tố cáo trực tiếp nhận hối lộ một số tiền lớn là 300 đến 500 triệu đồng và hứa cấp sổ đỏ cho lô đất có nguồn gốc mua bán không đúng quy định pháp luật của bà Trần Thị Phương Dung, sinh năm 1974, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu. Tuy nhiên sau đó ông Hưng khai là đã hoàn trả lại cho bà Dung 300 triệu đồng vì cấp dưới báo cáo lô đất không đủ điều kiện để cấp sổ đỏ. Trưa ngày 31 tháng 5 tại sân Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chia sẻ về việc không triệu tập Nguyễn Quang Hải dự SEA Games 31 và để ngỏ cơ hội đá chính của học trò ở trận giao hữu với đội tuyển Afghanistan. Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết, ông có trao đổi với Quang Hải về chuyện cùng U23 Việt Nam thi đấu SEA Games 31. Lúc đó cậu ấy đang đàm phán hợp đồng với một câu lạc bộ tại Áo. Điều kiện có khoảng, nếu thi đấu SEA Games 31 mà chấn thương thì hợp đồng sẽ hủy. Chỉ riêng vòng bảng SEA Games 31 đã có 5 trận, không có gì đảm bảo Hải sẽ không chấn thương. Sau khi cân nhắc thì ông quyết định không gọi Quang Hải dự SEA Games 31.
Không dự SEA Games 31 nhưng ông Park vẫn triệu tập Quang Hải chuẩn bị cho trận giao hữu với Afghanistan diễn ra trên sân Thống Nhất vào tối ngày 1 tháng 6. Tuy nhiên ra sân thế nào thì ông chưa trả lời được.